đưa cây cải về trời. Ráo răm ở lại, chứ ráo răm ở lại chịu đời đắng cay. Dòng đọc xứ Cờ Hoa mến chúc quý vị có một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Trong buổi đọc truyện hôm nay, dòng đọc xứ Cờ Hoa xin giới thiệu đến quý vị một truyện rất ngắn và ý nghĩa của tác giả Lưu Tâm Bình. Truyện ngắn được mang tên Rau Răm Ở Lại. Xin quý vị vui lòng nhấn chuông đăng ký kênh và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe để ủng hộ cho giọng đọc xứ Cờ Hoa nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ là truyện ngắn Rau Răm Ở Lại của tác giả Lưu Tâm Bình qua giọng đọc xứ Cờ Hoa. Xin mời quý vị cùng nghe. Chiều hôm ấy, Vi đi dọc theo con kinh. Con nước lớn dâng lên sát bờ, dập dình từng đám lục bình trôi, có mấy cụm quá lơ đãng bị nhánh bần giang tay kéo lại, buồn rầu nhìn đám bạn đi xa dần. Một chiếc tam bản có mái lá hình cánh cung, khua dầm chậm chậm lướt qua, tấm nhựa che làm vách được vén lên. Vi liếc vào thấy một đôi vợ chồng già và một con chó nhỏ. Con chó vừa thấy Vi là sủa inh ỏi làm cho một bà lão đang ngồi sau nấu ăn dừng đũa trên cái nồi bốc khói, ngước mắt nhìn Vi rồi hỏi: "Cô hai ơi, cô có mua cá hay không cô?" À thì ra đây là thuyền chài cá, Vi định từ chối nhưng nghe trong giọng nói của bà thấp thoáng một tia hy vọng nhỏ nhoi đến tội nghiệp nên gật đầu nhẹ nhẹ đáp: "Dạ mua." Ông già ngồi trước mũi cho thuyền cập vào bờ rồi kéo cái túi treo bên hông thuyền đang nằm trong nước lên. Mấy con cá nhảy soi sói trong túi, bác trút hết vào cái bọc ni lông rồi đưa cho Vi. "Bao nhiêu vậy bác?" Vi hỏi. 30.000. Vi móc trong túi áo tờ giấy 50.000 đồng đưa cho ông rồi nói: "Bác cầm hết đi bác, chỗ này con mua ngoài chợ rẻ lắm thì cũng phải 50.000 đó bác." "Thôi để tôi thối lại cho cô." "Dạ khỏi bác ơi, con không có muốn mua rẻ của bác đâu." Một nụ cười rất nhẹ nở trên môi ông nói: "Cảm ơn cô, ngày mai có cá tươi tôi sẽ để sẵn cho cô nghe." "Con cũng không có biết chắc nữa, nếu mai con gặp thì con mua, còn không thì thôi bác cứ bán hết đừng có chừa cho con." Chờ thuyền ông đi khuất, Vi mở túi thả mấy con cá xuống nước. Buổi chiều hôm đó đối với Vi rất đẹp. Kể từ hôm đó, Vi thỉnh thoảng gặp và mua cá giùm cho họ và dần dà được biết cả hai đều là người An Giang. Vi mừng quá, Vi hỏi: "Sao hai bác không có ở quê làm ruộng mà phải trôi nổi trên sông như thế này?" Đôi mắt bác gái gợn buồn, bác trả lời nhẹ hều: "Tại cái số tụi tôi nó vậy á." Rồi một, hai và cả mấy tháng sau, Vi không còn gặp lại hai bác nữa. Vi nghe hơi buồn và lo không biết hai bác ra sao rồi. Mùng hai Tết Vi đi chùa. Ngôi chùa này có một nhà dưỡng lão chăm sóc những người già neo đơn. Vi đang mang quà đến cho các bác bỗng nghe một tiếng gọi quen quen: "Cô hai." Thì ra là bác gái bán cá. Vi ngạc nhiên mừng rỡ rồi lo lắng tiếp liền. Vi hỏi bác: "Bác trai đâu mà bác ở đây vậy?" "Ổng mất rồi cô ơi." Bác vừa nói vừa ứa nước mắt. Vi chới với ngồi xuống rồi cầm tay bác hỏi: "Bác trai đâu sao mà mất vậy bác?" "Ổng bị trúng gió nặng, sùi bọt mép rồi đi luôn à, không có uống được một miếng thuốc nào hết á." Vi ôm vai bác an ủi: "Bác ấy đi như vậy là nhẹ nhàng lắm đó bác. Thôi bác đừng buồn, mà bác trai chôn ở đâu vậy bác?" "Đâu có chôn cất vậy. Tôi bán cái xuồng được chút đỉnh mua cái hòm rồi chở ông đi thiêu. Cũng may được nhiều người giúp đỡ chứ một mình lo đâu có xuể. Rồi được đưa vô ở đây nè." "Bác ở đây bao lâu rồi? Có vui hay không bác?" "Cậu mà có chỗ ăn chỗ ở
Chứ ổng mất rồi còn vui cái nỗi gì hả con? Vậy mà cũng hơn 100 ngày rồi đó. Còn con chó, tôi cho người ta rồi, nghe nói nó nhớ tụi tôi, nó bỏ ăn mấy bữa. Hai giọt nước mắt lại rưng rưng trên đôi mắt bác. Hũ cốt của bác trai để đâu hả bác? Nhìn xung quanh rồi bác nói thật nhỏ. Chẳng giấu gì cô, tôi cất trong cái bị đổ đây nè. Đáng lẽ phải để ông nằm ở trong chùa mà tôi không có đành. Tôi lén để ông nằm đây với tôi. Tối nào ở đây cũng tụng kinh răng trời, chắc ổng cũng nghe được. Hồi còn sống, ổng thèm lên bờ lắm. Ở đây có mấy đoàn từ thiện đến thăm cho tiền hoài hả? Tôi để dành được một mớ rồi, tính mua một thẻo đất trong chôn ổng rồi cất cái chòi ở kế ổng chơi vui. Hồi tối này tôi có nằm chiêm bao gặp ổng. Ông biểu tôi đừng buồn, ông ở kế bên mà phù hộ cho tôi mỗi ngày á. Giọng nói bác nhỏ dần lại và gương mặt như đang chìm vào một cõi xa xăm nào. Vi nghe lòng dâng lên một niềm thương cảm. Hình ảnh bác gái gợi cho Vi nhớ đến câu ca dao mà chắc Vi đã nghe từ thời bố mẹ. Trời ơi sao mà bác ốm yếu bơ vơ quá đỗi, y như cái cọng rau răm còi cọc bị bỏ lại trong vườn.